Hôm nay là ngày 8 tháng 1, chuẩn bị đi chơi lên miền Bắc. Với nhiệt độ bên ngoài hiện nay là 15 độ, 7:40 rồi. Từ đây lên miền Bắc là khoảng 500 cây, chạy vô đi Tịch Tan là chắc cũng khoảng 8 tiếng đồng hồ. Mà trời sương mù hơi tiếc nữa. Trời sương mù chứ không hơi tiếc. Trời 8 giờ tối. Ủa mình lộn, sáng 8 giờ sáng mà cảnh giặc vẫn tối nha bà con. Chạy lên miền Bắc, cách nhà khoảng 40 cây số, rước hai đứa cháu học sinh nữa đi chơi. Hiện giờ là 17 độ trừ rưỡi nha bà con. Mình không biết cái trên miền Bắc tối nay thì nhiêu. Thì miền Bắc tối nay hình như là 20 mấy độ trừ á. Hồi nãy là 17 độ rưỡi, bây giờ hiện giờ là 18 độ rưỡi, cho nên 18 độ rưỡi ra đã nha. Hứa hẹn tối nay là lạnh cho nó tương 30 độ cho nó đã, cho nó teo lại. Ok, đây hai đứa nè, thì có ngày ngủ con đêm mà đồ vậy đó. Biết hiện giờ đây là hiện giờ là đây nhiêu độ không? 21 độ. Bởi vì tiết nó cây này nó mới tiết đẹp không? Hiện giờ là gần 2 giờ trưa. 2 giờ trưa là bao nhiêu tiếng đồng hồ mình chạy rồi ta? Nếu đi gần 9 giờ 5 tiếng à, gần 5 tiếng. Bây giờ mình đang ở gọi là khu vực là Lấp Lanh này. Bây giờ thì ở đây có 24 độ trừ. Hồi sáng mình ở dưới là 17 độ trừ. Bây giờ 24 độ trừ. Ở đây tiếc rồi, nhìn cái cảnh nó, quang cảnh nó đẹp hơn với miền Nam. Giờ đây còn cách cái ranh giới Bắc Cực khoảng 120 cây số nữa. Sau hơn 5 tiếng đồng hồ chạy thì hiện giờ đã đến thành phố. Thành phố này được mang tên là Rovaniemi. Và hiện giờ hình như là 17 độ trừ nha quý vị. 17 độ trừ. Trên đồng hồ băng điện chỉ là 17 độ trừ. Trừ nhưng mà người cũng thấy là người ta vẫn đi. Mà mình nghe hình như là có một số người nước ngoài du lịch tới đây đó bà con. Lạnh véo tay luôn đó bà con ơi. Người ta bán đây da thú và những cái nón da thú đây bà con. Có một số người đang đứng ở đó để test Covid. Thật sự là lạnh này, chui vô trong hết rồi. Mình nghe như là tiếng Ý thì vậy. Ở đây có nhiều người Ý hay sao? Chúng tôi đang đi đến ngôi làng của ông già Noel. Hôm nay thì nói chung là đang trong cái thời gian chống dịch. Bởi vì khách du lịch tới đây cũng không có nhiều quý vị. Và ít người lắm. Hai cháu này mơ mộng ngày tới Phần Lan để được đi ông già Noel. Nhưng mà xui không gặp được ông già Noel. Biết ngày mai tới đây tính sao? Đi đâu đó vậy? Ngôi làng của ông già Noel thuộc về Rovaniemi, vùng Lấp Lanh của Phần Lan đã trở thành một địa điểm du lịch hot nhất thế giới vào những ngày Noel. Coi như là mấy năm rồi, cũng bởi vì Covid mà vắng lặng bà con. Coi như là hôm nay chú cháu mình hôm nay thuê nguyên cái chỗ này luôn á. Chúng ta đến đây chúng ta sẽ thấy giữa một cái rừng thông nho nhỏ thì có một cái ngôi nhà của ông già Noel rất sinh động và ấm cúng. Một cái điều nữa là quý vị thích là đèn nhiều lắm,
À, nói chung là đèn vàng, đèn xanh, đèn đỏ nó pha lẫn giữa cái ánh sáng của tiết đó quý vị, nó cũng trở thành một màu màu sáng lung linh đẹp lắm. Hàng triệu người trên thế giới họ vẫn tin rằng ở vùng đất này có hơn 200 ngày đăng giá, băng giá là ngày là quê hương của ông già Noel. Ông là một người phúc hậu vui tính, ngồi trên cổ xe tuyết chở đầy quà đi khắp mọi nơi để chia cho trẻ em. Ở trên đó thì để 17 độ nhưng mà coi thời tiết á thì nó tới 20 mấy độ làm cái gì. Đèn nhiều đẹp lắm bà con. Camera đâu, camera đâu? Đây là đó là biên giới đấy. Đấy, Arctic Circle. Quý vị thấy không? Ở trên này là người ta để đó, mình nếu mà qua cái hàng rào trên là thuộc cho Bắc Cực, ở dưới là chưa tới hàng rào, trên đây là hàng rào. Nói chung là cảnh đêm này đẹp lắm bà con. Ôi lạnh quá, cái tay giờ chịu không nổi rồi. Ánh đèn và băng tiết nó rạ ra làm một cái đẹp đó. Ui, thò tay ông chưa được một phút là lạnh như nước đá rồi vậy. Rồi. Đi về đó hả? Ở nơi đó là những cái nhà nghỉ hè nó ai có thuê thì ở đây. Ui ôi cái tay lạnh cứng nhắc luôn. Mấy đứa làm sao? Tay lạnh dữ không? Ôi ôi. Lạnh tê tái tâm hồn bà con ơi. À. Ôi. Đây là căn phòng thuê tại Rovaniemi. Nhiều. Chắc cũng 27 mét vuông cũng được. Khu nhà này khu nhà mới. Một đêm cho 4 người 110 euro. Mọi tiện nghi cũng ok lắm. Máy giặt nè, máy sấy nè. À, đây nè, cái giường ngủ nè, hai cái nè. Rồi một cái sofa mà mình có thể mình ấy ra giường nè. Tivi nè bà con. Bếp thì cũng nó gọi là tiện nghi lắm. Nhà nhỏ nhưng mà tiện nghi ha, thấy chưa? Dạ. Còn cái view là rất đẹp. View bếp ba cháy bụi chét luôn, view đây. À. Đâu rồi? Chỗ nào kéo dây lên đây. Hiện nay là 8 giờ mấy rồi đó bà con. 8 giờ mấy rồi đó nhưng mà đèn đường vẫn còn nha. Bởi vì ở nơi đây là gần miền vùng Bắc Cực à, gần vùng Bắc Cực à. Phía Bắc Hà Lan rất lạnh. 6 tháng mùa hè, 6 tháng mùa đông rõ rệt. Có thể nên là nguyên ngày nay là mình sẽ không thấy mặt trời. Trời tối như vậy á, trời tối như vậy là hôm qua là tuyết mây rất nhiều. Trên trời mây rất nhiều. Mây dày đặc luôn á. Hiện giờ bên ngoài thì theo nhiệt độ là 17 độ trừ. 17 độ trừ. Sáng thức dậy và chuẩn bị ăn. Ăn xong là bắt đầu đi tiếp. Ăn gì đây? Bánh này bánh gì? Bánh này là bánh đặc biệt của Phần Lan. Kalia. Cái mình ăn cái mình trứng gà cái mình luộc ra. Luộc xong mình lột ra cái mình dầm với bơ. Cho miếng nước mắm vô nêm nước mắm nêm vô tào lao ha. Cho miếng ớt. Nói đùa thôi. Vô bơ thôi, ăn với ớt chứ muối mới lòng, muối tiêu với rồi cái là mâm. Hôm nay sáng này 10 giờ bắt đầu quay lại thăm ông già Noel lần cuối trước khi trở về nhà. Tiết đẹp nha quý vị, trời là lạnh nhưng mà không lạnh bằng hồi hôm coi như là đi đến đó mà móc điện thoại ra quay không nổi luôn mà. Ủa, không có trang bị cái bao tay. Hồi hôm nay mình đi cái chỗ này nó đâu có từ đóng trắng trắng này đâu, giờ đóng trắng trắng. Lạnh hôm lạnh nó bị xuống lạnh. Đó, 17 độ người ta vẫn chạy bộ đó bà con. Ở đây ha, người ta có đường đi bộ ngon ha. Ở đây người ta có đường đi bộ ngon.
Hồi hôm nó nói rồi mà, 17, 18 độ mà lạnh gần giống như gần 30 độ mà. Đây rồi, đây bắt đầu là tới làng này, làng của ông già Noel này. Làng ông già Noel hôm nay cũng bị... Ế ẩm, bị Covid. Quan trọng là ấm hơn là ok à. Thấu chim chim kìa. Hiện giờ là 10 giờ sáng nha. Tôi đang đến trở lại Santa Claus Park đi tham quan trước khi trở về nhà quý vị. Thì hiện nay quý vị biết là cũng trong cái thời gian dịch thì khách du lịch cũng đến đây cũng không có nhiều. Hôm nay thì trời ấm, thành ra cái cũng không đến đổi bị teo như là đêm qua bị teo thật. Đây cũng có khách du lịch cũng có ít. Ta trở lại cái nơi cái tụ điểm ngay cái cục mốc mà đây là cục mốc Bắc Cực nha quý vị. Mốc khách du lịch nó tới nhiều á. Một Bắc Cực. Ngày hôm nay thì chỉ có 15 độ trừ thôi. Thành ra cũng ấm hơn là đêm qua. Nói chung xung quanh là trong đây là những ngôi nhà cũng là buôn bán hàng lưu niệm nè quý vị. Cũng hơi quéo quéo nha. Mặc con cái quần ngọt à. Trong lúc người ta mặc đồ đông, mình cũng vừa chơi quá ha, mình mặc có cái quần ngọt à. Đây là cái hàng rào của ngay cái ranh của Arctic Circle. Đây. Thấy không? Cái gì thấy không? Arctic Circle, cái như là dòng Bắc Cực. Rovaniemi, Finland. Chúng ta thấy ở đây là người nước ngoài người ta đến đây nhiều lắm bà con. Mình nghe như là người Ý, mình biết là người Ý đi nhiều lắm, chứ người Nga, người Ý người ta tới đây nhiều. Cái nhà có biết không, sự chênh lệch mà nhiệt độ á, đêm qua nó tôi mặc tất cả là ba cái quần, ba cái áo, mà khi tôi quay phim vẫn còn lạnh. Hiện nay thì mặc dù là 17 độ trừ, nhưng mà coi cho quý vị coi mặt nha, mặt độ như thế nào nha, ẩu cỡ nào nè nha. Thấy không? Chơi ngon như vậy đó. Wow. Đốt lửa ấm. Có đống lửa nè, sưởi ấm nha bà con. Mà
Ui ui. Nói giờ cũng không giỡn nha. Cũng lạnh nha. Bắt đầu cái bàn tay nó hơi lạnh này. Nhưng mà lạnh thì không giống như lạnh ngày hôm qua. Đây mình không biết cái gì đây. Mở cửa không? Tay cũng đã lạnh rồi. Cái này gọi là Glass Resort. Glass Resort. Glass Resort là như thế không nha. Glass Resort. Trong đây. Ai muốn ở trong rừng nước đá cứ vô đây. Đây họ cắt. Mình không được quyền phép vô. Chẳng đêm cho cần 100-200 thì mình không biết. Không mở cửa. Ban ngày thì nó đẹp. Đẹp thật cảnh ban ngày. Ban đêm thì nó đẹp thật cảnh ban đêm. Một cảnh nó giống như là trong thơ vậy. Đang đi giữa chừng tự nhiên thấy nàng công chúa Bạch Tuyết xuất hiện nha quý vị. Giờ lạnh rồi. Giờ phải vô núp lùm mới được. Đi vô để đưa con chỉnh cái con drone bay lên trời một chút. Ôi lạnh lắm nha quý vị. Hôm nay mình có mặc đồ ẩu. Đêm qua thì lạnh hơn. Đêm qua lạnh gần 30 độ á. Bữa nay thì bớt hơn. Đấy. Đây là circle. Cái circle. Đây mình đang đứng ở đây là vị trí mình đang đứng bên đây là Bắc Cực. Nằm Bắc Cực qua ranh giới. Cái dòng này là nó chạy cái dòng Bắc Cực của nguyên của quả đất đó quý vị. Rồi nó đâu hết rồi hả? Vô kia tôi đây. Này. Bây giờ là đang trên đường về. Hiện giờ thì khoảng 12 độ, 12 giờ trưa thì bắt đầu khách du lịch bắt đầu kéo lại nhiều đối với bà con. Thật sự là đêm qua là tại vì lạnh quá không có ai tới đây. Đêm qua lạnh quá không ai tới. Bây giờ thì bắt đầu trời ấm. Ấm như một cái 16 độ trời như quý vị. Tôi bằng tay bây giờ hiện giờ cũng lạnh cống nữa rồi. Đây là hotel. Thôi tự giả nha. Ôi trời nắng đẹp rồi đó quý vị. Nắng đẹp nha. Ôi. Đẹp. Đủ rồi. Coi như là chạy xe 1000 cây số. Hơn 10 tiếng, 12 tiếng chạy xe lên đây chơi khoảng được 3 tiếng chạy về. Cũng xuyên ha, nhưng mà nó cũng đổi lại là mình được cái trải nghiệm á. Trải nghiệm. Rồi xe xong, lên. Hôm nay có những chiếc xe chạy rally nữa nè bà con. Mà mình không biết chạy ở đâu thôi. Đó, nguyên cái dàn xe rally đó, có nhiều chiếc xe rally đang đậu đây. Mà khách nước ngoài nhiều nha. Và hiện nay mặt trời đang lên rồi. Và khách du lịch bắt đầu đổ xô tới rất nhiều. Bây giờ trên đường về thì mặt trời đã mọc.
mà đẹp quá. Kiếm cầu cậu. Ôi, đẹp thiệt ha. Giờ đang đi về hướng miền Nam, mặt trời đã mọc. Ở bên đây này nhìn nó đẹp không? Quá đẹp luôn. Cái gì mà hồi xưa cái ông mà chuyện Phi Thần Thoại mà công già mà râu dài em nhớ không? Em có coi chuyện Thần Thoại, phim em có coi. Rồi sau cùng cái ông bị cái thằng ấy cắt râu, cái ông bị mất phép á. Nhớ. Công chúa gì? Mình bắt nó được mấy lần. Mình gặp nó được mấy lần. Đó bởi vì tại sao mà những bức hình đó, mà nó có giá trị là cái chỗ đó đó. Những cái người người ta nắm bắt được cái thời khắc. Anh chạy nhanh mà trước ở không thấy ai là sao anh? Thấy mà. Đó. Bây giờ hết rồi thấy không? Hết đẹp hơn hồi nãy thấy chưa? Ờ, chỉ cách nhau có khoảng hơn 100 cây số thôi. Mà thời tiết nhìn nó khác nhau quý vị. Hồi nãy trời trong thanh gió mát, có mặt trời nó rất là đẹp. À, bây giờ thì trời âm u. Theo cái giả thuyết nó đơn giản là càng về miền Bắc chừng nào á thì mình dễ thấy mặt trời hơn miền Nam trong thời gian hiện nay. Mùa đông Phần Lan. Giờ là coi như là mặt trời đen á. Giờ trời đen phải kịch á. Thằng kia chảo em cả. Xe xích nhau chưa tới 100 cây số.